Ok, xong rồi em lại lấy về nhà. Lấy về nhà. Có một cô trên kia thuê thuê em làm là làm ở cái chỗ kia thì cô cho 1,3 triệu. Triệu ba. Vâng, cô bảo là cho 1,000,000 dưới thì cùng đắp bơ, nhưng mà em bảo là một mình thì không làm được, thì em chỉ hộ kể trong. Thế là bao giờ đi làm? Bây giờ là em làm của nhà em hết, xong mấy nữa cô cho đi thì em mới đi. Là mấy nữa cho đi, nhưng mà lấy được tiền chưa? Đấy, 1 triệu này là chị bác Trần Đỗ Giáo My là gửi cho em nhé. Đấy, để em có động lực là tiếp tục là đi quay phim nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Khoản này là 1 triệu là để cho em nhé. Chào, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Mời mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào. Chào các ông các bà. Hôm nay mình đi đâu? Đi nhà ai có biết không? Hôm nay mình đi nhà ai? Anh Quân đi. Đi nhà anh Quân à? Thế là không biết là đi nhà anh Quân á? Anh Quân có hay ra với lại Mạnh với ông không nào? Không gái. Có hay ra với Mạnh với ông không? Anh Quân này có ra giúp Mạnh với lại ông để làm việc không? Giúp ba. Đấy, thưa các bác, trong thời gian vừa rồi thì Quân cũng xuống nhà của hai ông cháu rất là nhiều, thành ra là để mà một cậu bé nhớ một người nào đấy các bác thì chắc hẳn là cũng khá là thân thiết rồi. Đấy, cũng khá là lâu rồi là cháu Lực cũng chưa đi xuống nhà của em Quân, thì tiện thể là hôm nay cháu Lực sẽ đi xuống nhà của em Quân đúng không bác? Thời gian vừa rồi thì không phải thời gian vừa rồi, mấy hôm nay các bác là Mạnh là ở nhà với cháu Lực. Thế mấy hôm không gặp ông thì nhớ ông không? Nhớ ông không? Buổi sáng nay đi xuống các bác ạ, thì không có gặp ông ở nhà, thành ra là cháu Lực lại phải về. Mạnh thì đi rất là nhanh các bác ạ, Mạnh ấy. Thời gian này thì công việc của em Quân ở nhà là đi làm ruộng là chính các bác ạ. Không biết là giờ này là em mới đi vào ruộng không? Không biết là nhìn trong thửa ruộng ấy thì có 3-4 người là ở trong. Thật là mà ra nó bị nè. Anh Trương lạc á nè, anh Trương. Lạc á nè. Lạc á. Lạc thì ra mà đấy. Lạc thì ra mà lên nè. Lạc thì má. Đi gần thật Mạnh nhá. Có đi được không? Đi từ từ nhá. Cái chỗ đoạn này thì rất là trơn các bác ạ, đoạn này ấy, thế mà trời mưa vậy ấy. Hôm nọ thì là Quân cũng có ghi hình lên rồi các bác ạ, và các bác cũng đã theo dõi được những thước phim ở trên kênh Tem Bản Em, thì các bác cũng đã biết rằng là hiện tại thì dê của nhà Quân là chỉ còn 2 con thôi, còn con dê đực kia thì đã chết mất rồi, không biết là bị bệnh gì. Đang làm gì đấy Quân? Không biết là Quân đang làm gì kia nào, đi đi xem anh Quân nào. Đây đang làm gì đấy? Đang nhổ cỏ á? Ông với bà thì đi đâu hết rồi? Bà thì ra bên kia làm xuống gieo mạ. Hôm nọ gieo mạ là chưa được à? Không lên á? Thế thì bây giờ phải làm lại à? Đây thì hôm nọ là trồng rau gì đây? Trồng rau muống á? Này mic này, mic này, có mic thì mới nói được chứ.
Con chào các ông các bà. Cái giống rau muống này là hôm nọ là bác Chiêm có đem từ bên bác Hà sang của bác ạ. Hôm nọ không trồng thành luống à? Không đâu, hôm trước em cùng bác đi dưới kia thì bà trồng thuê. À, hôm nọ là em đưa bác đi vào viện nhỉ? Vâng. Vào trong này mày. Mày Hiếu đi đâu rồi? À, Hiếu ơi. Hiếu à? Mọi gì mà? Thầy Hiếu thì vừa thấy cháu Lực xuống thì cũng chạy về của bác ạ. Không qua khá lâu rồi là không có gặp bé Hiếu đấy. Còn lên được lên một tí thôi nhỉ? Thôi. Còn những cái dài thì cũng nên tỉa bớt. Đáng nghĩa là hôm nọ là phải trồng theo luống cơ. Hôm trước bà không biết thì bà trồng. Mày đừng có giấm phải nhá. Mày không chào anh Quân à? Em chào anh vào đi. Hả? Mày nói thế nào? Mày. Mày. Mày, em chào anh vào đi. Lần sau chú không cho sang, lần sau chú không cho đi cùng ấy nhá. Những cái lời này thì chắc chắn là Mạnh là chưa có gọi là không nói quen không bác, thành ra là gặp là không có nói mấy. Hôm trước chỗ này chồng cũng đã lấy đạm về để một lần rồi. Này á? Vâng. Trời mưa xong rồi lấy đạm về để. Này thì để nó xào nhỉ? Vâng. Mua một ít ăn thịt bò để mà xào cùng rau muống. Không có tiền thì à? Cho ông để cho ông ăn. Vâng. Thế là hôm nọ Quân đi xuống cái nhà của ông Dùng ấy thì ông đã lấy lợn về chưa? Ông chưa lấy anh ạ. Chưa à? Vâng. Thế sao chưa lấy về ấy? Nhà chú cũng bán hết rồi, còn mới con đực thì chú lấy phơi giống được, con cái kia có con thì chú lấy con đực kia cho ông. Chú mới lấy đực cho à? Vâng. Thì thưa cô bác có theo dõi được những thức phim ở trên kênh Tem Bản Em đấy cô bác. Thì Quân cũng được là chị Giáng My là gửi tặng, được chị Giáng My là quan tâm ông Dùng ấy thì có muốn hỏi ông Dùng là có muốn nuôi thêm con gì không, thì ông Dùng bảo là muốn nuôi con lợn. Thì được là nhà chú của ông là lấy bóng đèn để mà đổi với lại một con lợn đúng không? Thì nó được cho em Quân xuống. Ông với bà thì đi ra kia hết rồi à? Ông thì đang ở nhà chuẩn bị đan cái gì không biết. Ông chuẩn bị đan cái gì á? Đợi cho Quân hái xong dâu đó rồi thì cùng Quân về nhà sau. Rau bí này tốt này, rau bí này. Vâng, hôm trước bà lấy về trồng một ít. Rau bí này trồng đúng là tầm độ hơn tháng rồi nhỉ, có quả chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. Này không tỉa bớt nó đi là mấy nữa nó lan hết ra bên này đấy. Mấy ngày hôm nay chị ăn là muối ngọn rồi. Muối ngọn á? Vâng. Không, anh bảo là tỉa cái ngọn này để không cho nó ra bên này ấy. Vâng. Cũng là tỉa nhiều rồi. Giờ nó lại có. Cái nhà của Quân thì ruộng thì đã cày xong hết chưa? Cũng là cày sắp hết rồi, anh còn một thửa. Còn một thửa à? Vâng. Còn một thửa là cày, thế mấy cây thì cày xong thì đem về nhà hay là để ra kia? Cày xong à, em lại lấy về nhà. Về nhà? Có một cô trên kia thuê em làm là làm ở cái chỗ kia thì cô cho triệu ba. Triệu ba? Vâng, cô bảo là cho triệu dưới thì cùng đắp bơ, nhưng mà em bảo là một mình thì không làm được thì em chỉ hộ cày ở trong. Thế là bao giờ đi làm? Bây giờ là em làm của nhà em hết xong mà mấy nứa cô cho đi thì em mới đi. Là mấy nứa cho đi nhưng mà lấy được tiền chưa? Cô ngày mai cô lấy về cho rồi. Ngày mai cô lấy về cho à? Vâng. Đi Mạnh, đi về nhà đi. Mạnh lần đầu về nhà anh thôi kéo, nhỉ? Kéo lên là tí gà nó về nó xỉ hết rau thì còn rau đâu. Vâng. Rồi đi. Cũng mới ngày nào mà làm mà thanh minh mà đến giờ thì cỏ
của ngôi mộ của người bố với mẹ Quân thì đã mọc và um sùm hết rồi. Đấy, Hiếu thì ra đây được không ạ? Đang làm gì đấy hả? Hả? Giặt cạo, không uống sáng. Rồi, phải lên nào, phải lên nào, phải lên nào. Lên nào. Đấy, hai số phận là không cha không mẹ là gặp nhau, nó là ba số phận cả. Cả em Quân nữa. Ê, sáng còn cùng đây à? Phát chí. Phát chí. Phát chí á? Ừ. Ô khái đó. Ô thứ gì đó? Ừ. Ông mà đan cái này là để làm cái sọt cho bác ạ. Làm cái sọt à, để làm cái rổ ấy, theo như cái rổ. Cùng hấp này của bọn nhà nó. Hả? Cùng hấp này của bọn nhà nó. Con má em. Con má hả? Thì ông đi cắt cỏ về thôi các bác ạ, tầm giờ này ấy. Thời tiết hôm nay thì nắng và hôm nay thì mát hơn một chút cho nên là ông chắc là đi lấy sớm hơn. Này đỉnh tháng chỉ văn cho đấy cũng nè. Bực đấy nè. Bực đấy á. Hôm nay chỉ lấy nguyên cái phần ở ngoài thôi các bác ạ. Còn cái phần trong này thì là bỏ đi. Cà vơ này là tù á, cùng với này à? Tù pháo ấy cơ. Tù pháo á? Ừ. Cho lợn ăn rồi à Quân? Vâng ạ. Ôi ăn khỏe đấy nhỉ? Vâng ạ. Chuồng thì cũng khá là rộng rãi, cô bác này lợn thì ăn rất là tốt. Ở đây thì có cám không? Lúc mua chưa cho ăn được. Lúc mua cho ăn à? Vâng. Bây giờ mua cám nó ăn thì nó mới lớn được nhanh được, chứ nó ăn vào chút này cái thế thì nó không lên, nó lớn nhưng mà nó lớn chậm ấy. Vâng. Nhiều đi chăn bò được chưa? Hả? Ra đây xem nào, chú xem nào. Ra đây xem nào, cũng khá là lâu là không có gặp mẹ Hiếu được các bác ạ. Chạy luôn, lâu lắm rồi, thành ra là chắc là bé ấy. Chắc là Hiếu lại quên mất rồi. Không biết là còn nhớ chú Lực không? Còn nhớ không hả? Ê, còn nhớ nhau không? Đi ra bên này. Đi ra bên này. Bò là rất là ghét màu đỏ cho nên là mấy đứa này mặc áo này này. Mặc áo đỏ là đi gần là húc ấy. Có biết anh nào không? Hả? Có biết anh nào không? Hả? Có biết anh nào không? Anh này chắc là lần đầu gặp nên ngại. Dê hôm nay mang điện đem đi chăn hay là để ở nhà thôi Quân? Lấy đi chăn anh em. Lấy đi chăn à? Ừ, bà lấy ra bên kia buộc. À, bà lấy ra bên kia buộc à? Vâng. Buộc ở cái bên kia à? Người ông thì năm nay cũng có tuổi đấy các bác ạ, cũng gần là gần 80 tuổi rồi. Công việc ông hàng ngày ở nhà là chỉ có gọi là đi lấy cỏ này, đi lấy cỏ là chính thôi ông ấy, công việc của ông ấy. Phụ giúp cho em Quân là lấy được cỏ, còn Quân thì là đi ra ngoài làm ruộng làm nương. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có nhận được một cái phần quà của chị là Trần Đấu Giáng My của bác ạ. Là hôm trước thì chị có gửi cho cháu Lực là cái khoản là 20 triệu vào nhà của em Mạnh đấy các bác đấy, nhưng mà hôm đó thì là chị chưa nói là có một sự nhầm lẫn một chút các bác ạ. Là chị gửi cho hai ông cháu là 17 triệu là 500 ngàn. Còn là 2 triệu 500 ngàn thì là sẽ để cho cháu Lực này với lại em Quân này. Và thêm là em quay phim nữa. Em cho em Quân thì sẽ là 1 triệu và cho cháu Lực là 1 triệu. Còn là cho em quay phim là 500 ngàn.
Đấy, 1 triệu này là chị bác Trần Đỗ Giáo My là gửi cho em nhé. Đấy, để em có động lực là tiếp tục là đi quay phim nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Khoản này là 1 triệu là để cho em nhá. Đấy, gọi là cho em để lấy cái động lực để mà em tiếp tục là ra được thêm nhiều video để cho các bác nhá. Đấy, bây giờ thì Cháu Lực cũng để cho Quân một quanh một canh để cho em ấy quay về cái cuộc sống hàng ngày của em, thì Cháu Lực là bận thêm công việc khác, thành ra là không xuống được lắm các bác ạ. Có những công việc nào mà cần xuống thì gấp thì Cháu Lực sẽ xuống. Thời gian này thì đang ở dưới nhà là em Mạnh là nhiều hơn. Để cho Quân là bây giờ gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Đỗ Giáo My nhá. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con ạ. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. 1 triệu này thì là có thể là để em thời gian này đang làm ruộng này, làm ruộng thì mua dầu mua riếc này. Vâng. Đây còn đó như gọi là chính thì là chị là gửi cho em để là cho em có động lực thôi. Vâng. Đây, cho em có động lực để mà em làm thôi. Vâng. Đây, tiền thì có để tiêu nào thì tiêu, để tiêu để nó tiết kiệm lại nhá. Vâng. Đừng thấy có tiền cái là tiêu hung phí. Có thể là đi mua đi, ngày mai là ngày chợ thì lên trên kia là mua một ít thịt về nhà. Vâng. Đấy, cái nào mà không để được ấy thì ướp muối vào để lên. Đấy, còn là thêm là 500.000 nữa. 500.000 này thì sẽ để cho em quay phim. Em mà thích tiền trắng hay tiền lẻ? Hả? Tiền lẻ à? 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đây là 500.000 thì sẽ để cho em quay phim nhá. Đưa cho anh quay phim nào. Đưa cho anh Nhân nhá. Đấy. Và còn 1 triệu thì là chị Giáo My là gửi cho Cháu Lực để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại của bác ạ. Thì cũng thay mặt thứ nhất là em quay phim và em Quân gửi một lời cảm ơn, một lời chúc tới chị Cháu Lực Giáo My rất là nhiều. Cũng như là có cả thêm là hai ông cháu nữa. Chúc chị cùng gia đình thật sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Còn về cái phần này là chị gửi cho Cháu Lực thì Cháu Lực sẽ xin phép là trích ra thêm là 100.000 nữa để mà cho ông. Cho ông mai ngày chợ thì ông có thể là đi lên đi chợ mua phở chẳng hạn. Cúng á? Làm hồi cúng bán không? Bóng hồi làm chiếu làm hồi cúng bán không? Hay Quân được? Mạnh là có lấy tiền không? Hả? Có lấy tiền không? Không lấy à? Rồi, tưởng là lấy. Mạnh thì hai ông cháu thì chị Giáo My đã bỏ vào quỹ là 17.500.000 rồi cô bác nhá. Đây là trong đó đi trích ra 2 triệu rưỡi là cho Cháu Lực với lại em Quân với lại thêm là em quay phim nữa. Bây giờ thì trời cũng chuẩn bị tối cô bác. Thì con ra bên kia lấy cái dao mấy cây ra. Không để dao mấy cây ở bên kia thì họ cũng biết trộm của bác ạ. Hôm trước thì họ đi làm thì lấy mấy cây để ở trong ruộng cũng đã mất một cái rồi. Bây giờ tối thì không cày được thì chắc là ngày mai mới lại cày được rồi. Bởi vì là trời tối thì không cày được, về nhà còn đi lấy dao về xong về nhà là thái cỏ. Cũng ông là thái cỏ. Chỗ con thì cũng có mấy nhà đã gặt rồi. Còn chỗ này thì cũng đã nên gặt rồi nhưng mà trời mưa thì họ lại không gặt được. Của nhà con thì chắc hết tuần này thì cũng gặt được rồi. Bởi vì là một bên thì gặt được, còn một bên chưa gặt được các bác ạ. Bởi vì hôm trước đi nhà con trồng ít đấy. Nhà con gieo ít thì may mà còn các chú xung quanh còn thừa mạ thì
con lấy về thì nó còn chưa vừa mới nhồi bông được một chút thôi các bác ạ. Ruộng của nhà con thì còn tít ở đầu bên kia, còn bên này thì mới là ruộng của bố con, còn ruộng bên kia là ruộng của ông bà. Bây giờ phải lên đường xuyên thôi các bác. Ở dưới kia thì họ cũng vừa mới đáp ấy, thì chưa giấm được. Chỗ này thì là ruộng của con các bác. Như trên này cũng chết khá là nhiều bông. Chắc là vụ này gạo sẽ không đủ ăn đâu. Bởi vì là chết khá là nhiều. Từ đầu bên này ra bên kia thì cũng chuẩn bị gặt được rồi. Còn ra đầu bên kia thì hôm trước đi lấy mạ nhà người ta về để trồng sâu thì giờ một bên thì chín, một bên còn chưa chín. Như chú bọn con thì làm hai vụ, vụ đầu thì trồng, bây giờ chuẩn bị làm vụ hai thì vụ đầu cũng chuẩn bị được thu hoạch rồi các bác. Ruộng của nhà con thì bên kia thì cũng đã đầu bên này thì cũng đã cây xong rồi, bây giờ còn là mối đầu bên kia thôi các bác. Còn mối đầu bên kia đúng còn một thửa nữa là cũng là đủ rồi. Nhà con thì bây giờ chỗ này thì chuẩn bị đắp rồi các bác. Đắp xong chỉ đợi mối mạ xong cày một lần nữa là đủ rồi. Cày một lần nữa là được trồng rồi các bác ạ. Còn bên dưới này thì cũng được người ấy thì sáng nay con cày thì cũng được người chú mà hôm trước cùng con để hôm trước thì cũng được chú ở dưới kia lên làm của nhà chú hết xong lên cuốc ruộng của nhà con giờ xong sáng nay chú lại lên hộ để đắp bừa. Sáng nay thì con cày thì chú ra giúp, chú cũng là bảo là con một mình thì chú ra hộ để đáp hộ. Còn cái máy cày của con thì cũng chắc là cô bác cũng không xa lạ gì rồi, bởi vì là con cũng đã nói rất là nhiều lần. Bây giờ thì trời tối thì con sẽ không cày nữa, con sẽ lấy máy đi về nhà thôi cô bác, lấy cái dao máy cày đi về nhà. Sáng nay thì vừa cày đến đây xong cái máy cũng vừa chiều vừa cày đến đây xong cái máy cũng vừa hết dầu. Xong lúc đấy có việc đi thì con lại chắc là ngày mai con mới ra cày sớm rồi các bác ạ. Ruộng của nhà con thì làm tít bên này, còn nhà thì tít bên kia của bác.
Chơi cắm có hai. Chắc phải lên đường trên thôi. Dưới này rất là khó. Nhà chú thì cũng đang làm dưới kia rồi các bác. Bây giờ thì xung quanh nhà của con thì ai cũng đã làm ruộng xong hết rồi các bác. Chỉ đợi mới mạ lớn lên xong, đợi mới mạ thì cũng đã được trồng rồi. Bây giờ thì con cũng chuẩn bị về đến nhà rồi các bác ạ. Lúc đấy thì con ra bên kia thì anh với lại ông đang ở nhà đợi. Ảo mắt tí không nào? Ủa ổ tướng mày tay vào đây nữa. Kéo mất tàu về biệt băng lên. Họ thu ngô, họ đang thu hoạch ngô thì có lá ngô rất là nhiều. Lấy về cho con trâu thì con trâu cũng là, con trâu cũng rất là thích ăn của bác. Bố mua bụt xịt cá nữa vào đây mà ào. Mất mất nhìn thì cũng khá là gần nhưng mà đi cũng rất là xa. Nếu mà lúc nào được vác gạo ra thì đây mạnh đi đây là mạnh. Anh được rồi mạnh. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đằng sau này thì có vẻ như là thưa bác, mỗi lần mà mưa thì
sẽ bị gọi như là bị sạt xuống một chút rồi các bác ạ. Ở đây thì cái phần đằng sau nhà của em Quân thì cũng đào cách phần bên này khá là xa, có thể là trước kia đào đến đây thôi nhỉ. Đấy, nhưng mà sau khi là mỗi lần là sạt xuống thì em hót đi thành ra là nó lại tạo thành một cái tản ly ở sâu rất là xa, cho nên là cũng không sợ là nó bị sạt nhỏ các bác, thì không sợ là ảnh hưởng là nó bị trôi đi xuống nhà cả. Này thì hôm nọ em làm lại à? Nay mà không làm thì nước chảy đi hết xuống nhà nhỉ? Hôm trước cũng đã chảy đi rất là nhiều. Ủa như đằng sau ở bên này này không? Đằng sau bên này thì bị nhiễm nước rồi này. Tại vì là làm ở đằng sau này thấp quá, nó không có chỗ rãnh để chảy ấy. Nhà của cô chú này thì có vẻ như là cô ấy không ở các bác, thành ra là không có bận tâm mấy đâu. Nhưng mà Quân hôm nào Quân rảnh thì Quân hộ chú khều đây một chút đây. Đào xuống đây thấp một chút đây để cho nó thông nước đi, để cho nó chảy đi. Ngôi nhà của Quân thì cháu Lực cũng đã ghi hình đến rất là nhiều lần rồi. Cô bác cũng đã nhìn và cảm nhận được rằng là cái ngôi nhà có cái cột thôi cô bác. Cái cột thì có thể là bố của Quân là vừa mới làm cách đây độ tầm là được 2 năm thôi, 2 đến 3 năm thôi. Đấy, nhưng mà phần bên ngoài thôi cô bác thì nhìn trông rất là thô sơ. Ở trong nhà thì hiện tại là có bốn người là đang sống ở với cùng nhau. Còn ông thì là ông đi ra bên cái nhà mà để mà nuôi bò kia, nhà nuôi bò, nhà mượn nhà chú ấy, để mà ngủ lại đấy để mà xem bò mọi cái nữa. Nói công việc của Quân thì mấy hôm nay là ở nhà thì cũng có việc ấy các bác, thì ra là không có đi theo cùng cháu Lực nhiều đâu. Ôi có vẻ như anh nhìn ở đây là thấy là nó đã bị nhiều sao rồi. Vâng, cháu Lực thì còn sắp ấy rồi. Hả? Cháu Lực thì còn sắp ấy. Còn chưa có thẳng. Có vẻ như là sau một cái thời gian các bác nhìn ngôi nhà này có vẻ là nó bị nghiêng rồi. Để mà bắt gặp được một cái ngôi nhà sàn mà nó bị nghiêng này thì rất là nhiều các bác. Có thể là thứ nhất là cái phần cột là không có được làm chắc chắn, và thứ hai thì khi mà gỗ nó lâu năm ấy, nó gọi như là nó bị phai mờ theo năm tháng, nó bị hỏng lên một chút đấy. Thành ra là nó dẫn đến là bị nghiêng. Dưới cái phần chân kia thì nó bị hầu như là lại bị dẫn đến bị mọt rồi. Vâng. Trước để đá bé quá. Thì bây giờ đất lại ngấm đến rồi. Thế là Quân là bây giờ một tí nữa là chuẩn bị là đi xem dê à? Chuồng dê của Quân thì làm ở dưới cái phần sàn nhà. Đấy, tận dụng lại những chỗ đấy để mà làm. Thì nó không phải là mua pro nữa. Đấy, còn trong thời gian tới thì khi mà Quân làm hết công việc ở nhà đấy các bác thì sẽ tiếp tục là đi cùng với cháu Lực. Còn nếu ở nhà thì Quân vẫn khi mà đi làm các bác thì thỉnh thoảng là cháu Lực vẫn xuống là xem cái công việc của em làm như thế nào, xem là em có gặp cái vấn đề gì khó khăn không. Đấy, thời điểm hiện tại thì cũng được các bác giúp đỡ là cái khoản kinh phí rất là lớn rồi. Thì cháu Lực rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ của các bác là giúp đỡ cho em Quân, không có thể là về sau về dài thì đến lúc đấy thì cháu Lực rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác, thêm mà cùng cháu Lực đi thêm là nhiều hoàn cảnh khác nữa. Còn là thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Con chào tạm biệt các ông các bà.